Trên tay tôi đây chính là một chiếc HYT phiên bản H1. Đó, đây chính là phiên bản đầu tiên mà HYT đã đưa cho ra mắt. Và với lớp vỏ 48mm bằng vàng hồng. Đây, tất cả những gì các bạn đang thấy đó chính là vàng hồng, bằng vàng hồng. Ngoài ra thì phần thân case thì được làm từ titanium. Đấy, titanium. Mặt sau là thân. Đó, cái cách hiển thị của chiếc đồng hồ này mới là cái điều mà tôi muốn nói đến nhiều nhất. Đó chính là hiển thị thời gian bằng chất lỏng. Đây, như các bạn đã thấy, màu đỏ này, đây chính là cái chất lỏng mà Hit đã đưa vào bằng qua hai ống, hai bơm xi lanh này. Đó, và đây chính là cái thời gian, đây chính là cái thời gian mà thời gian của đồng hồ. Đây là tính bằng giờ, còn đây là phút. Đó, còn đây là kim giây. Đây, như các bạn đang thấy. Đây, tôi sẽ thử chỉnh giờ cho các bạn xem. Núm là núm vặn, núm rút. Và chúng ta chỉnh giờ. Đây. Đấy. Là chuyển 5 giờ. Tiếp tục. Đấy. Quay lại và nước, cái chất lỏng sẽ quay ngược lại, quay ngược trở lại. Nói chung mà chiếc đồng hồ này thì tôi mới được tiếp xúc, nhưng mà với một cái ấn tượng ban đầu thì rất là đặc biệt. Những chiếc đồng hồ của tương lai đó, như các bạn đang thấy đấy, mặt trước và mặt sau khóa rất là khỏe khoắn.